À, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mưa gió thì mình không có đi bãi. Sáng cũng thành rồi. Chủ nhật thì đông lắm. Ngoài đó đông kinh khủng. Chỉ bán hai món rồi các bạn. Và chia sẻ tí xíu rồi. Đầu tiên là mã số 1 nha. Số 1 cây bù long Bana. Này không phải cái này 7540 là cái vỏ của máy bắn vít rồi. Cái đầu bù long cây nó gãy rồi, gãy ngang, mình lấy cái vỏ bắn vít thì nó giống y chang thôi. Bù long là 7541 mà nghe rõ ha. Cái đầu bù long đây. Còn khá chuẩn. Con này búa cũng ok lắm rồi. Mấy bù lông banana bắn mạnh đó. Pin 3.3 luôn nha các bạn, nhận sạc 81 nha. Con này thì còn khá đẹp, anh em nào lấy thì làm adapter bạn 1.7 triệu. Thay vì bù lông riêng, vỏ riêng rồi mình bán 1.8 triệu, con này mình làm adapter bạn luôn bán 1.7 triệu nha. Còn các bạn nào có sạc 81 rồi thì mua xài thôi. Mua xài mình sẽ trừ tiền adapter ra. Bây giờ còn có một cái sạc để test pin thôi. Bán là không có đi bãi mua được thì không có test pin được. Pin bãi chưa tháo luôn nè, còn khá đẹp. Mấy dòng tem vàng này là tuyệt mới. Đó, phải để test cho các bạn. Rồi cái số 2 là bộ mát các bạn. Mát 144 chưa vệ sinh nha. Mà con này bên đó mua về là nó hai màu luôn. Bên Nhật ta xài chắc là có hai con ghép lại á. Không phải Việt Nam mình đảo đâu, mình bạn nhìn là biết. Bạn nào tỉ mỉ nhìn biết. Tem còn khá đẹp nha. Pin 4A, vỏ pin thì hơi dơ. Vỏ pin cũ. Pin này thì nó bị bung một cặp seal ra, mình bấm lại nha, bung ra thôi nha. Tại nó bị cắn nè. Cắn này nó bung nhưng mà còn nhận sạc zin ok hết. Bấm lại thôi, trên nền seal zin không có thay. Bị cắn mớp cái này ha, không ảnh hưởng còn xài được ha. Thì nó bị bung cặp seal, mình bấm lại nha. Kể cả mũi vít bãi nó còn dính luôn, mình chưa có tháo ra. Cái đầu cao su này nó tụt vô chút xíu không gì. Cái này là cái mát nó có thêm cao su ở ngoài á, dễ bạn làm lại. Đó. Chức năng đảo cò điện tử nè, mình chuyển chế độ nè bạn nha, để cò ở giữa là mình bấm nè, chuyển chế độ thấy không đó. Chuyển qua chế độ khác nè, thấy không, chuyển qua chế độ khác nè, không cần nhấn nút này đúng không. 2.5 triệu các bạn, sạc này 220 luôn, 2.5 triệu bao ship, pin có báo pin luôn. Nhưng mà vỏ hơi cũ kỹ nha. Nứt cái bát này nè. Dưới trên này nó hơi mốc mốc là do bị đè. Máy thì nhìn vậy thôi khá đẹp á, rửa lại là đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mình bán tình trạng là nguyên vậy, không tháo, không mở gì hết. Test chạy ok, full chức năng. Đó là cái điều mình nói với các bạn. Cắm điện 220 test cục sạc. Mình cũng hay thích xài cái dòng mát, nhiều mát này mà. Đó, cắm điện 220 luôn á. Chạy quạt ok các bạn ha. Khi nào nó cháy đèn vàng nó không chạy quạt là lỗi nha các bạn. Còn nó cháy đèn vàng mà nó chạy quạt thì pin nó lúc đó pin nó cạn quá thôi, với lại nó nóng rồi không có gì hết. Còn nó không chạy quạt là có vấn đề đó. Con này giá 2.5 triệu nha các bạn. Lâu lâu mới có cây cho bán bộ nha mấy anh em. 2.5 triệu pin đầy 16.57 rồi, nó không sạc nữa đâu. Hai có hai mã nha các bạn. Với lại chia sẻ tí này, các bạn thấy gì sao lâu rồi mình không đóng pin nè các bạn nè. Pin bê tông này mình không bóc phốt ai, mình cũng không biết có ai đóng. Nhưng mà cục pin bê tông 24V mà đóng như vậy thì các bạn nghĩ không, mình không nói băng keo nha, nhưng mà đóng là không dán, không có cách điện,
dán bằng keo nến sơ sơ ha. Như thế này vô dây nhợ lằng nhằng nó rất là dễ chạm nha các bạn. Seal này thì mình cũng không có bàn, có thể là seal nó seal này seal xe đạp điện cũ thì nó rẻ tiền, nhưng mà ở đây không nói là nó tới hai loại seal nữa các bạn nè, seal đậm là seal lợt là dung lượng khác nhau nữa, ghép tùm lum ha. Rồi các bạn không cái mạch thì thấy xài mạch này xịn đó, không phải lúc nào đóng pin. Bây giờ nhiều anh em giỏi quá, giỏi đóng pin quá, bây giờ mình không có đóng nữa, nhưng mà mình thấy như vậy mình chia sẻ thôi ha. Kể cả sale mua mới, mình chỉ mua mới sale mà mình chỉ đang tin dùng mấy cái Samsung rồi thôi, còn những cái sale khác thì hên xui, còn Sony thì những cái sale xịn thiệt sự thì nó mắc quá không có mua nổi. Các bạn bỏ ra ví dụ mua gần cả 100.000 sale Sony đi là chưa phải là xịn lắm đó. Mà các bạn dám đóng cho người ta, người ta dám bỏ tiền mua hay không, rồi người ta đóng cái dưới cái số tiền vậy, đóng 10 như cái này đóng mười mấy viên nè, là tiền pin không 1 triệu mấy. Lỡ như cái mạch này nó dởm quá, mạch Trung Quốc nó chết, nó làm hư pin thì lúc đó ai bảo hành hả bạn ha, lời được bao nhiêu và bảo hành là bao nhiêu tiền pin, nên người ta không có làm là như vậy. Rồi chưa kể mà đóng cho số anh em không có hiểu về pin đó, người ta còn nhập quấy, thứ hai là người ta lại so sánh là này đóng rẻ, thì rẻ thì các bạn cứ đóng. Cái này mình cũng không có bóc phốt ai, mình không biết cục pin này của ai đóng, và mình chỉ nhận người quen mình nhận làm thôi, mình chỉ chia sẻ đánh giá trên cái nền tổng quan vậy thôi các bạn ha. Các bạn thấy là bây giờ thì người đóng pin đầy dẫy, và bây giờ cái trình độ sửa máy của các anh em thợ cũng rất là cao, nên là thôi mình không có đẩy mạnh đầu tư cái mảng này được, chỉ làm trên cơ sở là giống như là chưa có việc gì làm thì mình vẫn làm vậy thôi. Đó, quên nói bạn, cái này pin mát đời mới á, thì cái này bên đó nó xài cho công trình dính hồ đó bạn nè. Pin mát đời mới này thì nó cục pin nó lại sản xuất ở Trung Quốc nha, có báo pin, nhưng mà cell là cell Samsung 20W, tức là 4A đó, đóng đôi thành 4A. Mình biết cell nào mình nói cell đó. Còn cái pin Bana này nó xài cell của nó luôn, cell của nó thì tuyệt vời rồi, nhưng mà nó dở một cái là nó nước nôi đồ là cái cell này nó dở, nó hay bị rụng đầu á bạn ha. Còn cái pin Sony trong Magita thì nó lại chống nước tốt vậy thôi. Pin Sony trong Magita dù nó bị ẩm ẩm á, nước nó vô đen 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 cái mình nó vẫn hoạt động bình thường các bạn. Nè, pin Sony nữa các bạn. Các bạn thấy là hai cục này những đi coi vậy như nhau, tại vì á ở trên cái đầu này nó có trong pin zin đó, nó có cái ron giống như này nè, giống vậy nè, silicon nó bịt lại cái đầu này không thể nào vô, không có vô nước được. Nhưng mà bên đó nó xài trong môi trường nước đó, có thể nó luồn đây nè, nó luồn vô cái vỏ này, nó vô trong đây nó đen đen. Nhưng mà cái đặc biệt cái kẽm này á, nếu mà nó không phóng điện thì nó không rỉ nha. Cắt ra cho bạn coi. Nó không có rỉ. Này mình xài thì mình dán ra thôi. À, nó móc vậy nè. Thấy không? Cái này là cục bột lội á, tại vô nó nước vô nó biến chất vậy thôi, nó biến màu. À, qua rỉ rồi ha. Nó đóng lớp đen 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 vậy đó. Rồi mình đánh lên là nó hết thôi. À, nó không có rổ gì hết. Nhưng mà từ trường hợp là nó phóng điện thì nó sẽ lủng nha, phóng điện nó lủng. Nó gọi là ăn mòn điện quá, tại vì bản thân pin thì nó có điện nữa. Thì nó gần nó phóng, bởi vì mấy cái tấm kẽm mà pin mà bị ẩm nó phóng đó. Phóng điện là rổ mấy tấm đồng luôn á. Đó. Đó vậy thôi. Nhưng mà cái này nếu mình đo đạt chất lượng bình thường vẫn xài bình thường được nha các bạn, không có ảnh hưởng gì đâu nha. Đen này. Mà phải đo đạt kiểm tra chứ còn không có nói được. Rồi, mình kiểm tra thử cái pin này lâu rồi, tại vì pin lấy bãi về mình để luôn cắm này. Thì cái pin cái dòng 3.3 này nó cũng ít có lỗi. Lỗi đây là không phải là nó sống luôn, mà nó nhận sạc là nó rất là dễ nhận sạc, nó không có bị đá như mấy cái loại pin khác ha. Nó không nhận sạc nên là mình thường về mình chỉ đo volt, là nó đạt yêu cầu là mình lấy thôi. Pin nó 15 volt mấy rồi bạn, vậy thấy cục sạc nó đang sạc, nó chưa có chuyển qua chế độ mà sạc ổn áp á. Vậy thôi, mình xin dừng video ở đây nha bạn, bán hai mã thôi, bữa nay là ngày 16 tháng 4.
Cái này là sạc adapter nha, 1.7 triệu. Hai ông lấy adapter thì trừ ra 100.000. Là 1.6 triệu đó, bạn về có sạc thì bạn xài 1.6 triệu bao ship nha. Còn cái này thì giá cứng là 2.5 triệu. Mình xin chia sẻ này chút xíu nha các bạn. Bữa mình có bán cái bộ đo sáng nè các bạn. Thì có test gì nè các bạn thấy test gì nè, của các bạn thấy mấy anh Taiwan đó không? Nhiều đăng nó cũng hơi chậm nhưng mà có anh mua rồi nha. Cái này mình chỉ review sơ cho các bạn coi thôi. Vì cái giá trị thì con này rất là cao. Ta thấy đây đâu, nhưng mà cái thùng này làm mod rất là kỹ nè ha. Mod chống va đập nè ha. Cái này mod nè, nguyên cái khung bằng mod luôn nè. Cục sạc này điện 100V nha các bạn. Nguyên cái đế mod luôn nè. Một cái hàng mà rẻ rẻ không thể nào làm mà về cái hộp mà chắc như thế này. Con này là màn hình màu đó các bạn. Màn hình LCD to nè, thấy đặt trong lòng bàn tay bạn không? To như cái điện thoại vậy đó. Màn hình nó to nha, màu luôn. Tuy rằng made in Taiwan, ở đây nó có sợi dây để xỏ vô đây nữa nè, sợi dây nè. Cái đó mình không nói. Khe cắm gì tùm lum. Đây mình bạn có thể sạc này, trước khi bán mình đã sạc rồi. MK350LED ha, thì cái giá trị của nó có 2.000 mấy trăm euro à. Và bữa mình bán cái con dò nhiệt có 1.000 mấy euro mà mình bán 500.000 bán mù à. Con này giá trị nó kinh khủng. Này. Có một cái các bạn, tại vì nó chụp mà lật mặt lật ngược lật xuôi á, mình tưởng nó hai cái thiếu mà không phải. Có một cái các bạn nhìn coi nè, đúng rồi không? Lên ha. Giá có nhiêu đâu, có 2.000 mấy. 2.000 mấy Việt Nam mà trong túi mình lúc nào cũng có hơn 2.000 hết á. 2.000 Việt Nam nha. Còn này không phải, cái hiệu Euro. Nhìn ra có lộn không? Hồi nãy mình tưởng đâu đơn vị này lộn nữa chứ, mình phải lật ra mình coi đơn vị tiền tệ nữa. Coi sao mà nó mắc quá không biết. Nè, Euro nữa các bạn. Ha. Đúng ha. Khỏi thắc mắc. Khỏi đó mình nói xạo. Cái này trang web bên Nhật. Đó, trang web này của nước ngoài bán. Trên Amazon thì có thể nó giảm giá, nó rẻ hơn tí đó, này của Nhật nè. Và cái thương hiệu này trong đây là cái chữ Nhật không à. Amazon bán nè các bạn. Amazon thì bán rẻ hơn. Không đúng đời. Cái hãng này nó làm nhiều thiết bị đo lắm, để thiết kế phòng các bạn. Người ta thiết kế phòng lớn người ta xài những cái này ha. Đó, mình chia sẻ thôi. Thì đã có chủ rồi, mình chia sẻ cho biết, và cái anh đó cũng biết là cái giá trị của món hàng. Là sao bình thường mình có thể bỏ tiền ra mình mua cái này để mình làm các bạn. Và những cái thợ cao cấp người ta mới biết xài. Đã bán hết rồi, mình soạn sẽ soạn đồ ở nhà, sẽ lên clip rất thật. Cảm ơn bạn, có nào phù hợp bạn ủng hộ mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nha.